kiến lập nền tảng lục hòa. Xã hội ngày nay tuyệt đối không thể yêu cầu người khác hòa với mình. Nếu quý vị yêu cầu như thế, cho đến khi chết, quý vị cũng chẳng gặp được người nào. Ai muốn hòa với quý vị chứ? Chỉ có mình phát tâm hòa với người khác. Hòa với người, nhất định mình phải tu nhẫn nhục ba la mật, phải chịu thiệt thòi, phải chịu nhường nhịn, phải học được tâm như đất. Trong xã hội, người ta cho rằng quý vị là kẻ ngốc, quý vị quá khờ khạo. Người đời thấy quý vị cho là kẻ dị nhân, không tương đồng với người ta, là quái nhân, quái dị. Nhưng chư Phật Bồ Tát thì tán thán quý vị. Vì sao vậy? Tuy quý vị không học Phật, nhưng kiếp sau chắc chắn sanh về cõi trên. Hành thập thiện sanh về cõi trời. Nếu 10 điều này quý vị có thể mở rộng ra, mở rộng ra đến 3.000 điều, thì quý vị sẽ ra khỏi luân hồi lục đạo. Về cõi pháp giới tự thánh, nếu không ngừng hướng thượng dương lên, dương lên đến 8 vạn điều, thì quý vị thành Phật. Thực hành cách nào đây? Thực hành đệ tử quy chính là thực hành thập thiện nghiệp. Quý vị mang ra so sánh thử mà xem. Trong đệ tử quy nói về 113 sự việc, điều nào thuộc về bố thí, điều nào thuộc về trì giới, điều nào thuộc về nhẫn nhục, tất cả đều ở trong đó. Mỗi câu mỗi chữ trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên cũng ở trong đó. Một là ba, ba là một. Thập thiện nghiệp đạo là đại cương, đệ tử quy là tế hạnh, là đại cương trong tế hạnh. Dạy chúng ta điều gì? Dạy chúng ta khiêm hạ, dạy chúng ta nên tôn trọng lễ phép đối với người khác. Đây là sự thật không dối gạt đâu. Lần này tôi đến tham vấn Phạm Đế Cương, gặp Đức Giáo Hoàng của Đạo Thiên Chúa. Hồng Y giáo chủ có 20-30 người, đều là người lãnh đạo của Thiên Chúa giáo. Gặp giáo chủ, đầu họ cúi xuống. Cúi xuống bao nhiêu độ vậy? Khoảng 5 độ. Họ cúi đầu khoảng 5 độ thôi. Không dễ đâu nha. Người xưa dạy chúng ta, trong đệ tử quy quy định thân là 90 độ. Quý vị nghĩ xem, lễ 5 độ và lễ 90 độ, người ta đối với mình như vậy,
mình sẽ có cảm nhận như thế nào? Xã hội phải tường hòa, không có lễ làm sao có thể hòa được. Lễ là gì? Lễ là nói lên sự thành kính của chúng ta. Chân thành cung kính phải biểu hiện ra. Cho nên đoàn thể nhỏ này của chúng ta số người không nhiều, bắt đầu học lục hòa kính từ đâu? Trên lý luận thì từ kiến hòa đồng giải. Trong kinh Đại Hoa Nghiêm có nói, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Chúng ta đều có sự nhận biết này. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, tình dữ vô tình đồng duyên chủng trí. Duyên là viên mãn. Cho nên muôn sự muôn vật trong biển pháp giới hư không giới cùng chúng ta là một thể. Một thể này là gì? Một thể này gọi là thanh tịnh pháp thân. Đức Phật đã chứng được. Chúng ta có hay không? Có. Chúng ta không rời xa thanh tịnh pháp thân. Chỉ vì mê mờ không chịu nhận, chư Phật Bồ Tát đã giác ngộ, các ngài hoàn toàn nhận được. Là một thể, thân thiết biết bao.